Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Video này em sẽ cập nhật cho cô bác anh chị mình cái dự code của cái dự án Honest Tab Tab Tab. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào trong cái con bot cho em ha. Con bot Honest Tab 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 anh chị. Chúng ta mở app. Rồi. Các thông tin liên quan thì anh chị chúng ta cũng biết rồi ha. Ở đây chúng ta có cái mục mật mã ngày, anh chị nhấp vào. Code ngày hôm nay ngày 20 tháng 8 đó là 471 471 5823. Sau 948. Ok anh chị nha. Đó. Rồi, chúng ta nhận 2.000 cái đồng ONX. Ở đây chị thấy có một check-in. Thì ở đây theo em biết á, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này là chúng ta phải tốn ton anh chị. Anh chị tốn 0.1 ton. Tức là đối với cái nhiệm vụ này nè, mà anh chị muốn làm được á, thì chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều cái đồng ONX trong giai đoạn 7 ngày. Chúng ta phải điểm danh liên tục, và đối với 7 ngày này thêm hiểu được á, là chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ tốn 0.1 ton, thì 7 ngày là chúng ta sẽ tốn 0.7 ton, và cái tổng số chúng ta nhận được là nó sẽ càng ngày càng cao lên, càng nhiều. Mà nếu anh chị ngưng một ngày thì chúng ta sẽ quay trở lại mức ngày đầu tiên anh chị ha. Thì chúng ta cái nhiệm vụ này là không bắt buộc, ai muốn nhận nhiều cái đồng ONX thì chúng ta làm, bù lại chúng ta tốn cái đồng ton này, còn không thì chúng ta cứ làm điểm danh hàng ngày là được nha anh chị. Rồi. Thông tin liên quan hướng dẫn đăng ký xác minh cái sàn này á, và thông tin liên quan mua bán giao dịch trao đổi hay gọi lãi qua đêm á, thu nhập hàng ngày thì anh chị có thể xem dưới phần mô tả video này nha. Em đã chia sẻ rất nhiều rồi. Cô bác anh chị nào thấy video này hữu ích á, thì cho em một lượt like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những cái thông tin, những cái kèo Europe và những kèo trade đến từ kênh YouTube của em ha. Chúc cô bác anh chị mình buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc ha. Em xin phép dừng video tại đây nha mọi người.